trên tay mình đang là em giá kẹp Vizim LS03 đa năng với chất liệu là aluminum. Với em LS03 này thì các bạn có thể là sử dụng để gắn trên bàn như thế này, rất là chắc chắn luôn. Trên đầu bone head sẽ có một khóa 360 1/4. Các bạn có thể là đặt thiết bị điện thoại của mình, đèn để mình có thể là xoay đa hướng, quay đa hướng. Và khi muốn cố định á, thì mình sẽ vặn con vít này lại để cố định một góc. Trên em LS03 này sẽ có một khóa xoay thứ cấp để tăng tính ổn định và chống bị di chuyển. Ở trong khóa chiếc xe này thì có một lớp silicon để tăng cái tính ổn định và chống trượt khi mà các bạn kết nối thiết bị vào trong thành bàn. Chiều dài tối đa mình có thể mở rộng ra là nó sẽ là 124cm. Ở đây nó sẽ có hai cái khóa. Khóa này nó sẽ là khóa tăng giảm chiều dài. Sẽ có hai nấc nha. Đây là nấc đầu tiên, khóa lại. Rồi đây là nấc thứ hai, khóa lại. Chiều dài lên tới tối đa là 124cm. Đi cùng với em LS03 này thì chúng ta sẽ cùng có thêm một ngàm kẹp điện thoại. Ngoài điện thoại ra thì em Vizim LS03 này cũng có thể là gắn máy ảnh lên. Nó như các bạn thấy rất là đa dụng luôn. Còn đây là model VL198 bảng đèn LED đa dụng, từ như thế này thành như thế này. Là mẫu đèn LED đa năng hỗ trợ cho việc gaming, livestream, chụp hình cũng như là quay dựng sản phẩm. Cảm giác cầm trên tay của mình thì nó rất là nhẹ và kích thước chỉ bằng một chiếc tab LED. Trọng lượng của nó mình nhớ đâu đó tầm 390g. Trên bề mặt bóng đèn sẽ có 192 bóng, bao gồm 96 bóng đèn là trắng ấm và 96 bóng đèn là trắng lạnh. Mặt sau của đèn phía dưới sẽ có một hàng nút phím, có phím nguồn, phím chuyển kênh ánh sáng và nút tăng giảm ánh sáng. Giải màu của đèn sẽ bao gồm từ 2500 cho tới 9000. Lưu ý thì đèn này mình sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp nha các bạn. Đi cùng theo đèn LED mình sẽ còn có thêm 3 phụ kiện nữa. Thứ nhất, đây là một bone head hỗ trợ cho việc xoay 180 độ, mở trục xoay ra và có thể xoay được như thế này. Đó, để khi mà mình kết nối đèn vào mình có thể là xoay tạo ra nhiều góc độ khác nhau. Còn đây là bộ điều khiển từ xa. Thiết bị này mình có thể sử dụng lên tới là 30m. Bộ điều khiển sẽ có bao gồm những cái phím bấm, nó cũng tương tự như là mặt sau của đèn. Đó, và một màn hình hiển thị nho nhỏ. Thiết bị này có thể là sử dụng Bluetooth nha các bạn. Có hai phím là phím quay phim và phím chụp hình. Khi mà mình kết nối Bluetooth vào thì mình có thể là sử dụng cái thiết bị này để điều khiển từ xa máy ảnh hoặc là điện thoại. Mặt sau của điều khiển mình sẽ có một cái miếng nam châm, nó sẽ coi như là hỗ trợ để gắn vào đây tiện dụng. Và thứ ba nữa, bộ dây nguồn này nó sẽ là Type-C nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử kết hợp hai mẫu Vizim LS03 và Vizim 198 này để xem nó sẽ như thế nào nhé. Hai mẫu sản phẩm này kết hợp lại với nhau, mình sẽ được một cái giải pháp tổng thể. Mình có thể là xoay để mình điều hướng những cái góc ánh sáng cho phù hợp. Nó sẽ rất là tiện dụng luôn. Cố định lại thì các bạn sẽ chỉ cần là vặn chốt lại. Đó là mình đã cố định được cái hướng đèn rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm thực tế coi cách thức hoạt động của sản phẩm như thế nào các bạn nhé. Đây là giải màu đang ở 2005, mình sẽ tăng giảm nhiệt độ. Đó, các bạn thấy là màu nó sẽ lên ánh sáng trắng dần dần này. Giải nhiệt độ màu tối đa sẽ là 9000, từ 2005 tới 9000 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tính năng là mình sẽ hạ cái độ sáng này xuống. Đó, các bạn thấy nó sẽ mờ dần dần nè, đúng không? Đó, và khi về không thì nó sẽ tắt luôn. Và đây là hai mẫu sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Hãy cùng ấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để đón xem những sản phẩm tiếp theo nhé. Link sản phẩm này thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả, các bạn hãy bấm vào để tham khảo nhé.